xin chào anh em chào anh em quay lại với kênh xe 2 Giờ của em ạ lần đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe với video này em sẽ cập nhật về tổng hợp phân khúc hạng c như là chiếc xe kia cerato này chiếc xe hyundai elantra này chiếc xe honda civic chiếc xe toyota corolla hay là chiếc xe mazda 3 vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe này tổng lăn bánh này chương trình khuyến mại này để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất còn em muốn được review xe cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên trường miền nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhá để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Ok em sẽ phép để đi vào vấn đề chính luôn nhá. Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Kia Cerato bản số sàn. Nó bản thấp nhất của dòng xe Kia Cerato đấy ạ. Với giá miết của nó đang là 544 triệu ạ. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt trong tháng 8 này thì chiếc xe Kia Cerato bản số sàn này lăn bánh em ngồi đang là 575 triệu ạ. Trả góp thì đang là 192 triệu thôi nhá con ở tỉnh thì đang là 553 triệu, trả góp thì đang là 164 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 571 triệu, trả góp thì đang là 182 triệu tụi em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Kia Cerato bản DLs. Số tự động bản DLs anh em nhá. Với giá miết của nó đang là 584 triệu ạ. Khi mau dụng các chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt của trong tháng 8 này thì chiếc xe Kia Cerato bản DLs này Lăn máy rồi thì đang là 614 triệu ạ, trả góp thì đang là 204 triệu em nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 592 triệu, trả góp thì đang là 176 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 100 xin lỗi 610 triệu, trả góp thì đang là 194 triệu tụi em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Kia Cerato bản 1.6 Luxury ạ. Với giá niếc của nó đang là 639 triệu ạ. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt trong tháng 8 này thì chiếc xe Kia Cerato bản 1.6 Luxury này Lan Manh Hà Nội đang là 670 triệu, trả góp thì đang là 221 triệu ạ Còn ở tỉnh thì đang là 647 triệu, trả góp thì đang là 192 triệu rồi nhá Còn ở thành phố Trung Minh thì đang là 665 triệu, trả góp thì đang là 210 triệu rồi ạ theo cuối cùng giới thiệu cho em về một chiếc xe Kia Cerato bản 2.0 Premium, nó bản cao cấp nhất của dòng xe Kia Cerato đấy ạ. Với giá miết của nó đang là 685 triệu ạ. Khi mà dụng các chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt trong tháng 8 này thì chiếc xe Kia Cerato bản 2.0 Premium này lăn bánh nhân đội đang là 717 triệu, trả góp thì đang là 235 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 693 triệu, trả góp thì đang là 205 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 711 triệu, trả góp thì đang là 223 triệu tôi nhầm nhá đầu tiên giới thiệu cho em về về một chiếc xe Hyundai Elantra bản uh, số sàn bản 1.6 số sàn nó bản thấp nhất của dòng xe Hyundai Elantra đấy ạ. Với giá niêm yết của nó đang là 580 triệu ạ. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 8 này thì chiếc xe Hyundai Elantra bản số sàn này lăn bánh ngân hội đang là 636 triệu, trả góp thì đang là 208 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 606 triệu, trả góp thì đang là 178 triệu em nhá. Còn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 624 triệu, trả góp thì đang là 196 triệu thì ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Hyundai Elantra bản 1.6 số tự động ạ. Với giá miết của nó đang là 655 triệu ạ. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 8 này thì chiếc xe Hyundai Elantra bản 1.6 số tự động này lăn bánh nhân độ thì đang là 717 triệu, trả góp thì đang là 232 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 686 triệu, trả góp thì đang là 201 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 704 triệu, trả góp thì đang là 219 triệu em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Hyundai Elantra bản 2.0, số tự động 2.0 đi ạ. À. Với giá miết của nó đang là 699 triệu ạ. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 8 này thì chiếc xe Hyundai Elantra bản 2.0 số tự động này lăn bánh nhân nội cho đang là 766 triệu Trả góp thì đang là 247 triệu ạ Còn ở tỉnh thì đang là 734 triệu Trả góp thì đang là 215 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 752 triệu Trả góp thì đang là 233 triệu em nhé Ok tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Hyundai Elantra bản 1.6 Sport Nó bản cao cấp nhất của dòng xe Hyundai Elantra đấy ạ Với giá miếc của nó đang là 769 triệu ạ khi mà dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 8 này thì chiếc xe này Elantra bản Sport này lăn bánh nội giờ đang là 835 triệu ạ. Trả góp thì đang là 268 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 801 triệu, trả góp thì đang là 235 triệu thôi ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 819 triệu, trả góp thì đang là 252 triệu tụi em nhá. Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Mazda 3 Sport bản 1.5 Luxury, bản thấp nhất của dòng xe Mazda 3 Sport ạ. Với giá miết của nó đang là 744 triệu ạ Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho giá đang là 721 triệu ạ Lan bánh nội cho đang là 833 triệu Trả góp thì đang là 266 triệu ạ Còn ở tỉnh thì đang là 800 triệu tròn Trả góp thì đang là 233 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 818 triệu Trả góp thì đang là 251 triệu ạ Ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mazda 3 Sport bản 1.5 Premium với giá miếc của nó đang là 799 triệu ạ. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 8 này thì chiếc xe Mazda 3 Sport này lăn bánh nồi thì đang là 894 triệu, trả góp thì đang là 284 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 860 triệu, trả góp thì đang là 250 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 878 triệu, trả góp thì đang là 268 triệu ạ. Ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mazda 3 Sport bản 2.0 Luxury Với giá miếng của nó đang là 799 triệu Giá này sẽ tương đương với cả bản 1.5 Premium đấy ạ Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho giá đang là 746 triệu ạ Lăn bánh nồi thì đang là 864 triệu Trả góp thì đang là 278 triệu ạ Còn ở tỉnh thì đang là 830 triệu Trả góp thì đang là 244 triệu Còn ở thành phố Trung Minh thì đang là 848 triệu Trả góp thì đang là 261 triệu ạ Ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mazda 3 Sport bản 2.0 Premium Lô bản cao cấp nhất của dòng xe Mazda 3 Sport đấy ạ Với giá miếc của nó đang là 849 triệu ạ Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho giá đang là 794 triệu ạ Lan bánh như rồi thì là 918 triệu ạ Trả góp thì đang là 294 triệu Còn là tỉnh thì là 883 triệu Trả góp thì đang là 259 triệu ạ còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 901 triệu, trả góp thì đang là 277 triệu anh em nhá. Đầu tiên giới thiệu cho anh về một chiếc xe Mazda 3 bản 2.0 Premium này. Với giá niếc của nó đang là 849 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho với giá đang là 789 triệu anh em nhá. Lăn máy Yên thì đang là 913 triệu, trả góp thì đang là 282 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 878 triệu, trả góp thì đang là 247 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 896 triệu, trả góp thì đang là 265 triệu em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về, về một chiếc xe Mazda 3 bản 2.0 Luxury ạ. Với giá miếc của nó đang là 799 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán đúng giá cho em, tức là bán cho em với giá đang là 799 triệu em nhá. Lan bánh Ấn Độ thì đang là 917 triệu, trả góp thì đang là 278 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 883 triệu. Trả góp thì đang là 244 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 901 triệu, trả góp thì đang là 262 triệu em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Mazda 3 bản 1.5 Premium này, với giá miết của nó đang là 799 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em giá đang là 766 triệu em nhá. Lăn bánh Hà Nội cho đang là 884 triệu, trả góp thì đang là 271 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì nó là 850 triệu, trả góp thì đang là 237 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 868 triệu, trả góp thì đang là 255 triệu nhầm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho về một chiếc xe Mazda 3 bản 1.5 Luxury ạ, với giá miếc của nó đang là 729 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán với giá đang là 686 triệu nhầm nhá. Lan máy nhân nổi thì đang là 796 triệu, trả góp thì đang là 247 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 763 triệu, trả góp thì đang là 214 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 781 triệu, trả góp thì đang là 232 triệu em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Mazda 3 bản 1.5 để lớt ạ, với giá miếc của nó đang là 669 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho với giá đang là 636 triệu em nhá. Nát máy nhân thì đang là 739 triệu, trả góp thì đang là 230 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 707 triệu, trả góp thì đang là 198 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 725 triệu. Trả góp thì đang là 216 triệu em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho về một chiếc xe Toyota Corolla bản 1.8e, nó bản thấp nhất của dòng xe Toyota Corolla Altis ạ. Với giá miếng của nó đang là 733 triệu ạ. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại, đặc biệt trong tháng 8 dương lịch này cũng như tháng 7 âm lịch này thì chiếc xe Toyota Corolla bản 1.8e này lăn bánh nhiên nội giờ đang là 786 triệu Trả góp thì đang là 246 triệu ạ Còn ở tỉnh thì đang là 753 triệu Trả góp thì đang là 213 triệu ạ Còn ở thành phố Trung Minh thì đang là 771 triệu Trả góp thì đang là 231 triệu nhờ. anh em nhé Ok tiếp theo giới thiệu cho về một chiếc xe Tota Cora bản 1.8G Với giá niết của nó đang là 763 triệu ạ khi mang dụng các chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 8 này thì chiếc xe Toyota Corolla bản 1.8G này Lan Manh Nhân Nội đang là 822 triệu ạ Trả góp thì đang là 265 triệu Xin lỗi 256 triệu ạ Còn ở tỉnh thì đang là 789 triệu Trả góp thì đang là 223 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 807 triệu Trả góp thì đang là 241 triệu anh em nhé Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda Civic bản RS Hay là gọi bản L đấy ạ Nó là bản cao cấp nhất của dòng xe Honda Civic em nhé Với giá miếc của nó đang là 929 triệu ạ Nó là giá tinh thuế cho em nhé Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 809 triệu em nhá. Tức là giảm giá cho là 120 triệu tiền mặt đấy ạ. 120 triệu tiền mặt em nhá. Ngoài ra sẽ tặng cho em thêm là 40 triệu phụ kiện nữa đây ạ. Lăn máy nhân đồ đang là 943 triệu ạ. Trả góp thì đang là 306 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 907 triệu, trả góp thì đang là 270 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 925 triệu, trả góp thì đang là 288 triệu nhầm nhá. Ok tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda Civic bản G Với giá biết của nó đang là 789 triệu ạ Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 729 triệu em nhá Tức là giảm giá cho là 60 triệu tiền mặt Ngoài ra sẽ tặng cho em thêm là 35 triệu phụ kiện nữa ạ Lan bánh nội thì đang là 846 triệu ạ Trả góp thì đang là 272 triệu ạ Còn ở tỉnh thì đang là 813 triệu Trả góp thì đang là 239 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 831 triệu trả góp thì đang là 257 triệu em nhá. Ok tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda Civic bản E, bản thấp nhất của dòng xe Honda Civic ạ. Với giá miết của nó đang là 729 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em giá đang là 669 triệu em nhá. Tức là giảm giá cho em là 60 triệu tiền mặt. Ngoài ra sẽ tặng cho em thêm nữa là 40 triệu phụ kiện nữa ạ. Lan bánh Hà Nội đang là 779 triệu ạ. Trả góp thì đang là 252 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 747 triệu, trả góp thì đang là 220 triệu ạ. Con ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 765 triệu, trả góp thì đang là 238 triệu em nhỉ?